lại cho em mới chiêu. Giờ mắc rồi chứ sao nữa. Chúng đã phát hiện ra người ăn cắp sợi dây chuyền của bé Xuân rồi. Cái sợi dây chuyền này là của người bán tên là Phạm Văn Tình. Sao? Có cái du thuyền đó bao nhiêu? 3 triệu đô hả? 3 triệu đô cứ lấy đi. Trả giá rồi mốt tao không bán sao? Giờ mua về làm gì hả? Mua về đại đi, để đó đi, rồi cho bà con người ta đi câu cá mua sinh. Anh Hai nghĩ đi, nếu mà so sánh với thằng Việt Kiều đó, làm sao nó có cửa so lại em được, đúng không anh Hai? Việt Kiều đó sao so sánh với mày được? Đó, anh Hai cũng nhận ra được điều đó mà, đúng không? Bởi vì mày có gì đâu mà so. Bây giờ con nói hồi buổi nào rồi, con cái đặt đâu là cha mẹ cứ ngồi đó đi. Đừng nói chung là vậy nè, bây giờ thằng Duyên đó, Thấm, hai đứa nó yêu nhau lâu rồi. Cái gì?